Quýnh Nha xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lên đến đầu thì cho Quýnh Nha gửi lời chào để cho sức khỏe tới tất cả mọi người. Mến chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, an nhiên và thật là ấm áp bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện tối nay của Quýnh Nha nhé. Mới vừa đây thì Quýnh Nha có nghe được một cái thông báo chính thức từ phía bên ban tổ chức của chương trình Live Concert Nhớ Nhung vào ngày 8, ngày 9 và ngày 10 của tháng 7 sẽ được tạm hoãn và chưa thể nào diễn ra được vì một số nghệ sĩ vẫn chưa được bộ di trú cấp visa. Như quý cô chú anh chị em cũng đã biết rồi, Thiên Ngân, Quỳnh Trang với lại Tuyết Nhung lúc còn sinh thời thì cố ca sĩ thường hay đưa các em đi lưu diễn ở bên nước ngoài lắm, cho nên rằng là cái thẻ visa của các em làm nó cũng nhanh chóng hơn so với lại Trường Sang và Duy Juno. Thì hiện tại bây giờ bộ di trú chưa thể nào cấp visa cho bạn Trường Sang cũng giống như là Duy Juno, cho nên rằng là chương trình Live Concert Nhớ Nhung vào ngày 8, ngày 9 và ngày 10 của tháng 7 sẽ được tạm hoãn lại và sẽ dời vào một cái lịch diễn gần nhất, sớm nhất có thể để cho tất cả quý cô chú anh chị em đón xem được những cái chương trình hay, ý nghĩa để tri ân tưởng nhớ về cố ca sĩ. Và phía bên đại diện của ban tổ chức chương trình Live Concert cũng đã chia sẻ với tất cả quý cô chú anh chị em là các quý vị khán giả tại ba thành phố đã mua vé, xin liên hệ lại với những nơi đã giao để trao trả lại vé và nhận lại số tiền mà quý vị khán giả đã bỏ ra để mua vé. Và ban tổ chức của chương trình sẽ thông báo lại lịch diễn trong thời gian sớm nhất. Thì hôm nay Quýnh Nha muốn thông báo đến cho tất cả quý cô chú anh chị em có thể là biết được cái thông tin này. Và mình mong rằng là trong thời gian sớm nhất có thể, phía bên ban tổ chức của chương trình Live Concert Nhớ Nhung sẽ thông báo lại một cái lịch diễn chính thức mới nhất để cho tất cả quý cô chú anh chị em có thể là mua vé và đón xem, ủng hộ cho những người con thân thương của cố ca sĩ nhé. Và qua cái sự bất cập này thì chúng ta có thể thấy được rằng là nếu như ngày đó cố ca sĩ dang rộng vòng tay yêu thương và giúp đỡ cho Juno cũng giống như là Trường Sang thì chắc có lẽ bây giờ các em bay qua trời Âu nó cũng sẽ rất là dễ dàng và đơn giản, đúng không quý cô chú anh chị? Nhưng mà tại vì cố ca sĩ thương anh cờ quá là nhiều và sợ làm anh ta bị tổn thương, cho nên rằng là muốn tập trung lo chu toàn cho những người con của mình và không dám nhận bất kỳ một người học trò nào hay là một người con nào nữa, hoặc là những người mà đang cần cố ca sĩ giúp đỡ hơn nữa. Tại vì sao? Tại vì bây giờ mình mới thấy được cái tầm ý nghĩa, cái sự nhìn xa trông rộng của cố ca sĩ là như thế nào. Ngày xưa khi mà anh cờ làm vé visa để có thể là bay qua 26 nước ở bên trời Âu á, nó không phải là một cái chuyện đơn giản đâu. Tiền bạc để mà cấp visa, rồi chưa kể rằng là chứng minh đồ này nọ các kiểu về tài sản của mình, doanh thu của mình để có thể là làm được một cái thẻ visa VIP. Không phải rằng là một sớm một chiều, là cả một cái sự nỗ lực của phía bên ekip cố ca sĩ, là cả một cái sự nỗ lực và giúp đỡ của cố ca sĩ nữa. Cho nên rằng là cô ấy lấy hết tất cả những gì có thể để cô ấy giúp cho anh cờ. Nhưng mà anh ta nở lòng nào mà anh ta đối xử với cố ca sĩ như vậy? Nếu như thời điểm lúc đó cố ca sĩ mà biết được cái bộ mặt thật của anh ta như hiện tại bây giờ, thì chắc chắn rằng là cô ấy sẽ để tiền bạc, thời gian, công sức để giúp cho Duy Juno và Trường Sang. Nó còn xứng đáng hơn là để giúp cho một cái kẻ vô ơn bạc bẽo ăn cháo đá bát như là gia đình của anh cờ. Mà lạ lắm nha quý cô chú anh chị em ơi, anh cờ này anh giống như là một ngôi sao chổi vậy đó. Anh đi tới đâu là anh càng quét tới đó, anh đi tới đâu là anh gây ra biết bao nhiêu cái tai ương cho những người mà đã từng có liên can liên dự đến anh ta. Vừa qua thì Quýnh Nhà có xem được một cái thông tin là một cái người diễn viên gì đó đi qua ở đâu bên Tây Ban Nha đó, rồi gây ra cái cớ sự trời đất mà từ tối ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay là xà bèo đó quý cô chú anh chị. Thì nghe đâu là lúc vào năm 2021 á, thì vợ chính thức của anh ta đã lên tiếng và ủng hộ, cũng giống như gọi anh cờ là con và nói anh cờ là hãy cố gắng để vượt qua cái cơn giông bão trong cái drama của cố ca sĩ. Thì y như rằng vào ngày hôm nay ta nói rằng là anh cờ anh càng quét kiểu gì
mà dính vào cái câu chuyện hấp diêm ở bên Tây Ban Nha đó quý cô chú anh chị. Tao nói nó ê chề lắm, đã nói là dính vào anh cờ là giống như là một cái gì đó được gọi là xui rủi rồi. Vừa qua chứng thực là cái anh IT kia kìa. Ta nói thiêu dệt bịa chuyện cho cố vô, lay le với cô cuộn cuộn làm cái gì để rồi bây giờ bị ủ tờ. Mà vô trong đó ủ tờ rồi rồi khai từ lưa hột dưa trong đó hết. Khai quá trời quá đất ở trong đó hết, khai ra anh cờ rồi chuyện Ngọc le le rồi thiêu dệt bịa chuyện như thế nào, rồi anh ta là cái người bị hại, rồi bị chính chị Ngọc le le là cái con người mà ta nói rằng hai mang hai mặt đồ này nọ các kiểu, nói chung là búa lùa xùa trong đó hết quý cô chú anh chị. Rồi tiếp tục tiếp theo là cô cuộn cuộn, rồi cô cuộn cuộn cũng tiếp bước theo anh IT đi vào trong đó ngồi ăn mì gói. Rồi chưa kể rằng là cái cô mà được gọi là hoa hậu rửa chân cho chồng đó, rồi cũng đùm đùm nắm nắm. Ta nói rằng là không còn cái nịt. Mọi người thấy không? Ta nói gieo nhân nào là nó gặp quả nấy mà. Gặp sau quả tạ là có chạy đằng trời mới trốn được cái sau quả tạ đó. Mà nghĩ làm sao mà đi cổ xí cho cái sai của anh cờ, rồi lên tiếng để nói hộ cho anh cờ, đi đòi nợ online cho anh cờ. Mà ta nói rằng là tự bản thân của anh ta lên trên mạng xã hội thừa nhận rằng là anh ta đã từng có những cái sai lầm là để đi tố xấu cố ca sĩ, nghe theo những cái lời thiêu dệt bịa chuyện ở bên ngoài, để rồi làm lung lay cái tâm trí, cái tư tưởng, để rồi hùa theo những cái người kẻ xấu vu vạ đặt điều để hại cố ca sĩ. Rồi bản thân của anh ta cũng trách móc rằng là cái chị Ngọc le le là cái người chị đã từng nói những cái lời ngon ngọt dụ anh ta nói ra những cái điều trong chính gia đình của cố ca sĩ, rồi chị ta bán đứng anh ta để mà đưa những cái thông tin đó cho các anh IT đó. Rồi cái chị Ngọc le le kia cũng ghê gớm lắm cơ. Ta nói rằng là bản thân của chị ta là cái người chụp màn hình điện thoại, máy vi tính để gửi qua cho các anh IT kia để làm bằng chứng rằng là bản thân của anh cờ là cái người liên hệ liên đới với chị ta, đòi cầu cứu, đòi sự giúp đỡ của cô cuộn cuộn. Thì theo như cái lời mặc định của anh cờ thì chị Ngọc le le đã truyền tải những cái thông điệp đó đến cho cái anh IT kia. Rồi cái anh IT kia cũng muốn lấy le với cô cuộn cuộn thì cũng đưa những cái thông tin đó rồi thêm mắm thêm muối vô cho cái câu chuyện nó sinh động. Rằng là cố ca sĩ đời bán thận nè, đời bán tờ rinh đồ này nọ các kiểu. Thời đại công nghệ thông tin, thời đại năm 2021-2022 mà người ta nói rằng là đi hại một cái người nó dễ dàng đến cái mức độ như vậy hay là sao? Vậy mà những cái người mà thiêu dệt bịa chuyện ai vua để có thể là hại bệ cố ca sĩ đó quý cô chú anh chị, dần dần nó đã bị dính nghiệp. Cho nên rằng là bây giờ cái kết mà họ nhận nó ê chề, cực kỳ ê chề. Ta nói không dính cái này thì cũng dính cái kia. Mà do đâu vậy? Do vu vạ đặt điều cho một người con của nhà Phật giống như cố ca sĩ, thầy phải chịu thôi. Bản thân của anh cờ đến bây giờ này dậm chân tại chỗ đây nè. Tương lai và sự nghiệp sẽ mịt mờ và mịt mờ đây nè. Là do đâu? Là do cái ơn của chị Ngọc le le, là do cái ơn của những người mà đã từng thiêu dệt bịa chuyện cho cố ca sĩ, là do cái ơn do chính bố mẹ ruột của anh cờ đã tạo hóa ban cho anh cờ. Và tất nhiên rằng là bản thân của anh cờ cũng là một cái con người dính nghiệp nặng. Trời ơi, ta nói rằng là cả cuộc đời này không ngóc đầu lên được là do bản thân của anh ta tự chuốc lấy, là do bản thân của anh ta tự gây nên. Ta nói đừng có trách ai hết trơn hết trọi. Cố ca sĩ đã từng giúp đỡ cho anh ta có được một cái tương lai ngời ngợi, có được một cái tên tuổi, có được một cái danh tiếng để có thể là sống mãi trong lòng của tất cả quý vị khán giả. Nhưng bản thân của anh ta phớt lờ đi những điều đó thì bây giờ nhận cái kết nó ê chề là đúng rồi. Và tất nhiên rằng là vừa qua quý cô chú anh chị em cũng biết rồi, chú Bầu á tự nhiên dính vô cái sau quả tạ của anh cờ, cái là ta nói muốn tan gia bại sản luôn vậy đó. Rồi bữa nay bác ba cũng vậy, bác ba vừa qua muốn tách riêng ra anh cờ rồi. Mà ta nói phía bên những người mà u mê xí muội phía bên của anh cờ á, người ta không để cho bác ba yên. Thôi thì chắc
sau cái mini show này là bác ba cũng biệt vô âm tính đó quý cô chú anh chị. Biết đâu được đây sẽ là một trong những cái mini show cuối cùng trong cái chặng đời nghệ thuật ca hát của anh Cờ thì sao? Cuộc đời này á, mình đâu có đoán được ngày mai nó như thế nào, cho nên rằng là đừng có hô hào quá là nhiều. Bởi vì càng hô thì bản thân của anh ta sẽ càng lún sâu vào vực thẳm. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mình chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mình chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái đoạn video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.